Sáng nay tại trường Đại học Đồng Nai, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp trường Đại học Đồng Nai tổ chức các hoạt động tuyên truyền trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho hơn 1.400 em học sinh sinh viên trường Đại học Đồng Nai. Tại buổi tuyên truyền, thầy và trò của trường Đại học Đồng Nai được nghe cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ nghe về luật phòng cháy chữa cháy, các hành vi vi phạm về đảm bảo an toàn cháy nổ, công năng sử dụng các loại bình chữa cháy. Ngoài ra, giảng viên và sinh viên nhà trường còn được thực hành nhiều tình huống như thoát nạn trong môi trường khói khí độc, thoát nạn trên cao bằng xe thang, thoát nạn bằng nệm hơi, sơ cấp cứu cho người bị nạn, chữa cháy bằng bình chữa cháy xách tay và một số hoạt động trải nghiệm khác. Đây là lần thứ 3 trong năm 2024, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tổ chức các buổi thực hành trải nghiệm chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, qua đó trang bị kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, sử dụng thành thạo các dụng cụ, phương tiện phòng cháy, chữa cháy sẵn có, đưa hoạt động này trở thành một trong những hoạt động ngoại khóa tại các khối trường học và định hướng sẽ đưa vào chương trình giảng dạy cho học sinh sinh viên các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.